Nói trước cho ông biết là hôm nay là tôi đang stream đấy. Thanh, đây là thanh niên, thanh niên này mọi người chắc ai cũng biết rồi chứ. Nói thế nào? Ờ mẹ quên quên bấm game. Nhớ quên bấm game nhé. Đây đây thành anh em trong cộng đốc cộng đồng Overwatch Việt Nam đều biết hết rồi. Ủa, ông có mời Silent Skill hay sao vậy? Sao tôi thấy Silent Skill Bên mày. Đâu Bên đây? mày. Rồi. Rồi 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 anh em đây rồi. Là cha nó từ từ bình tĩnh nào. Khổ. Anh em anh ai Anh Du ghê lắm các bạn, anh Du nhát quỷ á. Đúng đáng sợ luôn á. Rồi phải là team đâu. Anh em bọn đâu mình là tập hợp đầy đủ rồi mẹ. Người ta người ẩu ổng ngồi với người ta cho. Mà ổng giả dạ, như là ổng đi bắt cóc người ta xong rồi đem đi làm thịt luôn á. Đúng ghê luôn á. Sợ dễ sợ luôn. Em cho Tracer là em phải cố gắng bay. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, im lặng nào, từ từ. Em phải chạy lắm mới được gọi ổng á, trời ơi. Thì hôm nay là có gái chơi nha. Có chị. Ủa là sao? Hôm nay có gái à, chơi. Ai là gái? Đúng không? Ta là skill gái đúng không? Nghe giọng giống vậy. Ta là con trai đó. Đồng mà trap à? Ủa trap là gì anh? Trap là mấy thằng con trai giống gái. Là sao? Em biết Boku no Pico không? Dạ dạ dạ. Là cái gì? Dạ, dạ. Ăn được không vậy? Cậu mẹ ơi. Con gái. Bỏ đi. Thôi vậy. Là cái gì vậy? Bỏ đi, anh em đang được lên TV đó. Là sao? Lên YouTube rồi, lên Facebook rồi mình chơi lỡ tao hôm. Tao cho lên YouTube à? Anh vô anh đi chết đi, ổng như quá ác quỷ vậy á, trời ơi. Ổng chơi cái trò khốn nạn, ổng bảo là không ra tao sẽ giết thằng Ken cho, đáng sợ, dễ sợ luôn. Cái đó là em thấy sợ nhất luôn á. Hồi nãy giờ mấy ông, mấy bà chơi game gì vậy? Mấy ông chơi game chung tiền. Thấy không, trời ơi, bận hình. Bây giờ đi trốn đâu. Ông luôn ghê quá à. Người ta chơi chơi sơ cho người ta bay nhảy tí không được thì trời. Mình bay nhảy nó ra cái tiếng mới sợ chứ. Chạy. Ủa thì nhảy cái nước của nó hả? Chân nó luôn á. Okay. Nãy giờ tim đập thình thịch thình thịch thình thịch luôn. Để kia. Để kia. Chạy đó. Cho dữ dữ rồi đuổi theo đi. Chơi chơi phê lắm mà. Phê lắm mà. Thì thế nó đón tim nè, nhưng mà ổng chơi cái trò gọi là mày không tha thằng này ra tao sẽ giết thằng này thì vậy đó. Đó đó đúng rồi đấy. Chuyên chuyên chơi vậy. Đáng sợ lắm chứ. À. Rồi. Nãy giờ luôn tay luôn chân luôn á. Em đừng nói nữa anh, anh mọi người anh, tay to không? Mọi người tay to chim không? Của mày là tên gì? Tên gì? Mày tên gì? Trên tầm núi trên đường YouTube á. Ủa là sao? Đó 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 đó. Tầm núi channel, ba lồi cái tầm núi channel. Cái gì ta? À, kêu rui sợ bỏ rui. Rui chơi xong đi rồi anh mời. Việc mẹ nhiều lắm, có cái nào, cái hình nào. Hình hình diva, hình diva. Hình diva. Đây là giọng của em, ra giả gì mà giọng. Thấy rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Giọng trầm không? Đã rồi, tôi hiểu trời. Em đã giọng không chơi hiểu được thì tôi chơi á. Thương hiệu luôn, bể giọng rồi. Rồi đấy. Trời lọ mà nghe như thằng em tôi, mẹ năm nó nói như con gái vậy. Hôm qua hôm kia về em có ông dám nói tôi là trai hay gái. Trời ơi, tại lần trước chắc lần trước là nó chơi chung với bà Như á, cái bà Như mà dùng ạc của ông chơi á. Gầm đó. Dám nhận ra hay là em xui cho nên là vậy đó anh. Tại em xui riết đi. À chạy nước là sao? Trời ơi, đang nói chuyện nó hỏi anh là trai hay gái. Phải trai hay gái. Anh là trai hay gái? Anh là trai hay gái á? Anh đi cứu ơi. Bánh ok. Gì vậy? Bánh gì ăn ngon mà. Cái gì vậy? Thôi, quậy lên. Hôm nay mọi người lên TV. Hôm nay mọi người lên TV là nên là try hard hết mình nè. Ờ, bán tao thì tao try hard rồi. Ok. À đủ. Ờ, cho anh nhờ lâu nè. Ui dồi, tôi đã chơi tăng cơ mà không biết chơi dipper. Đi kìa. Ở đây xem ra nó sao nó hát kìa. Ping cao quá mấy ông ơi, ping cao quá 201.
này 200 nè. Ai tôi chạy được khỏi ông Du mà bây giờ không chạy là tem tụi nó thôi là nhục lắm luôn á. Tôi chạy được ông Du gọi là chạy fucking gọi là khó khăn luôn. Nè trời ơi, tôi đi BS và bắt tôi chơi healer tập phan. Tôi ra sau rồi nè. Thôi em suy nghĩ lại rồi em tính cho đăng nhưng mà thôi. Người nào đó đã chơi mất diva của em. Ôi giời ơi, em biết ai nè. Ai yếu máu vào đây coi, Du vào đây. À đây đầy máu. Coi lên. Bà vậy. Chào luôn em, chào luôn em. Vậy đây ra chào hát luôn đi. Coi lên nha. Đây. Để em heo ra, em heo. Ồ, mày hack hết rồi. Ê, rồi rồi. Kẻ Samra, kẻ giết Samra kìa. Đi về yếu. Kẻ Samra hack tôi rồi. Ê, bắn kìa. Samra hack tôi, Samra hack tôi, Samra hack tôi. Nào, win nè. Bảy, con Samra kìa. Lại nữa rồi, trời đu. Thôi, chết rồi. À, anh em quẩy lên, cố lên đây. We are it. Down. Đó là trai hay là gái đây? Lên. Wow. Chôn vậy. Sao ông chôn vậy? Ôi trời đám. Đợi tí. Đợi gì nữa? Anh là đang vì tại sao anh được hút. Tự dưng đang đi, để hiểu tại sao. Ủa ôi trời ơi. Zom ráng cứ chạy nó hát ra phía sau lưng mà. Khỉ cứu khỉ. Bay ra đây, bay ra đây. Con tê đẹp boy ơi, đừng làm em thất vọng. Cố lên rồng ơi, hãy tỏa sáng đi. Để ta tỏa sáng. Anh Genji nó đứng như tay nó phóng nè. Cố ơi, Widow. Có ulti rồi nè, chuẩn bị vào. Úi giời ơi, con khỉ. Giáp mà nó chơi một cõi giáp. Nằm rồi. Trời ơi, nó hát hoàng quá, đồng kèm chết luôn. Ôi, ơi, thôi. Tổng ra nó hát hơi ghê rồi đấy. Tổng vỡ ti cho test đồ. Chuẩn bị đi, chuẩn bị cho con ti này. Nè, rút up lại, đẩy vô mà. Rồi ngồi cho xong đẩy, ok. Đi con đi ba trước, băng đi ba trước. Lên! Dòm ra nó đứng sao kìa. Phom ra chỗ em nè. Rồi rồi đi ba. Khi chậm chậm luôn á. Ui giời ơi, con Nguyễn đi ba. Science will reveal the truth. Lên thôi là đưa đăng vào. What the fuck? Anh Ken canh cẩn thận nhanh là bắn cho chết. Đây mình có heal đâu. Thiếu heal chết lò bỏ heal. Ê, để cho đi ra nè. Chạy đâu. Chạy mẹ nó chạy. Ây, đúng cái giọng này nè, cái giọng nó trốn đi mà không giọng như là dọa anh thì ba vậy, đúng luôn. Xong ra sau, xong ra sau. Hai, ở mai em đi học mấy giờ? Em học buổi sáng mà anh. Trời ơi, chừng nào rảnh, chừng nào mà chơi con á, anh đi chơi. La. Ghê, mày đi ghê. Mày đi ghê. Phải. Vào. Ghê ngay mà có bay lên trời, đúng là một đường thẳng xuống. Kiên thanh niên ra khóc kiên.
sau. Ngay cái đoạn cuối game luôn. Thấy không? Mẹ con riêng cái tên nó dở hơi á. Anh đi rồi. Không còn ai, Vinh nữa, Vinh chờ. Rồi đây là kia Tùng Núi Channel là cái gì đây, xem thử hồi trước hình như có nghe qua không, không biết. Vâng. Có nghe qua. À, nhưng mà nó không, anh ta đéo là mốt đâu, đẹp mày. Ok, vậy cũng tạm tạm rồi. Và trên stream nghe nó có ổn lắm nhỉ? Ở lên lúc là nhờ ghi tích đi này, cấp từ Việt Nam này, bên kinh cận này, giờ đến mày đó. Rồi, đúng rồi, lần đó có chơi chung với ông Minh. Ủa mà Tùng nói có chữ có dấu không vậy? Không. Phải cả không dấu. Không ảnh dấu đại diện là gì vậy? Diva, ảnh kia. Hình Diva. Ghê vậy, 138 video luôn. Ok, đó là cậu nhầm, lộn, 183. Đó là bình thường. Mấy cái video đầu tiên là nó nhảm cướp lắm, đừng xem. Em sẽ xem. Thật ra nó đừng xem. Em đi scan đồ đúng không? Đó là cái thời trưởng nghe làm ấy. Ông biết mũi kèm bao không? Anh em nói lên là mà có ai biết cái sự kiện Summer Game là bao giờ không? Tôi bảy mũi. Mày thằng nào lên stream xong rồi chat tùm lum ấy. Ừ. Tao mày làm gì được tao à? Thằng gì biết gì đâu ấy. Ủa mày ảnh. Anh Tùng ơi. Welcome to em hỏi nha, lúc mà anh mở 54 cái loot box sao lúc đầu thay thối dữ vậy? Ờ đúng rồi. Thay cực thối luôn, đầu game không đúng thối luôn. Anh không có thờ thần Jeff. Xong mấy cái sau là bắt mấy cái sau là mới lôi ảnh Jeff ra sờ. Rồi, sao lên hả? Rồi. Thần Jeff. Alo, I hiểu. Trời ơi, nói trước nha, team này đánh dễ chết lắm á. À, như Long, biết team em. Tôi hiền lắm, tôi mới chơi con này đó nha. Hiền lắm đó. Tao tôi chịu đựng. Tôi chơi con quỷ này. Á mạnh lắm rồi. Tính nhờ thằng Salen đứng gần đó, nó bắn mở đầu á. Tao thằng chết nè, mày đừng thờ tao đi. Ồ, đúng rồi, anh thằng chết kìa. Ô nhi, chả nên bốc xe được này cả. Ô nhi. Sao? Nghe kìa. Anh chào các cháu, mà yêu các cháu. Ủa Như Long. À, anh Long kìa. Bởi vì anh nói là team Việt Nam không á? Biết mà. Lan biết là Lucifer, biết luôn. Thằng lộ cho Lan biết luôn. Biết luôn. Và bốn cả bốn đứa. Còn hai đứa kia. Quá. Ai yêu anh? Hai thằng gay. Hai thằng gay. Khi nào có đám cưới với mời em nha, bỏ rơi em không được không nha. Anh okay, kẹp hôn kìa. Đám cưới nhớ mời nè 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 nè. Ê, bà lắm. Anh đâu ơi. Em đây. Rồi đây. Cái mẹ ơi, cái con quỷ hang con nó vô nó nhắm tôi. Tăng đâu, 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 tăng đâu
Không ăn kẹt nằm được tay ăn xong xong rồi sao tao mày ăn không? Thấy gắt không? Ba gắt. Nó chơi con này cho chứ. Nó không lại rồi. Thôi cổ lên. Điệp dâm nó. Ê, bà ơi. Này để hiếp dâm nó. Ủa mày hiếp dâm là gì vậy? Thằng Dương giả ngáo mày. Nè, trong sao quả lù. Ủa là sao? Thôi em cứ chơi được họ rồi em. Tại anh có nhiều thứ trên thế giới này em không biết cho nên lại phải hỏi. Không chơi đỡ thôi mà các bạn mà nói chơi. Em nhiều con mấy cái mặt này siêu lớn. Siêu chơi quá. Để chơi. Sao em sai, em là một sai lầm của nhân loại khi chơi support. Em là sai lầm của nhân loại, hiểu không? Em là một sai lầm của nhân loại. Em giết được Salem á. Em giết được Thanh Châu á. Em là thất bại của nhân loại. Em là nỗi thất bại của nhân loại. Để tên đen dụ nó, đen dụ. Em chuyển vào mây. Gắt thế. Tần lần nữa được chơi sniper nữa này chơi hot lên đây. Con quỷ Mercy nó cứ ngồi nó. Bài xử Mercy đi. Chữ là gì anh? À nhớ rồi, chữ là gì nhá? Xử Mercy đi. Tại vì em có yêu ai đó. Yêu ai hết á. Mới đâu có chơi ok xong. Yeah. Mới đâu có chơi ok nam với nam mà yêu nhau đi rồi lại kêu em với nó. Thật tình. Mới đâu có chơi ok không thì tôi còn biết nè. Chơi cái ok đi, kiếm lúc bóp.
còn 5 trận nữa. Ok, em cũng kiếm luôn. Em còn 2 cái. Cái 88 đó là cái gì nữa ta? Ha 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 ha. Chỉ dành cho những người độc thân anh ơi. Ê ê ê ông chỉnh low limit đó. Đừng có tô tay mê hùm. Cho tôi 20 hèm mày ơi. Tô tay mê hùm vào ngày mai mới xong. Tìm vui tăng vui chiêu trồ mẹ. Chỉnh mê hùm đi. Chỉnh 10 giờ cũng chưa xong. Dạ đáng sợ quá à. Anh như này là chat chứ không phải là trai không? Gái mày. Chơi chơi mê á, chơi tôi 20 hèm chơi mê mê dễ mà. Là sao? Mấy ông, ý mấy ông là sao? Thanh niên silent skill giống giống một đứa con gái và trai mà cũng giống một đứa con trai giống gái. Nói chung là bắt đầu nói chung là giới tính nó khó phân biệt. Em khẳng định thương hiệu nha. No 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 never. Ê, ta coi có Facebook đó nè, mày muốn coi không? Nó gái á. Con trai. Gì? Thiệt mà. What the fuck? Ủa em nói lâu rồi mà. Đã phát sai lầm. Ta là con trai, nghe là con trai đi. Giọng của con trai rõ ràng mà ổng cứ nói giọng gái mai là giọng mình vậy mà hả? À, coi như em của ông nói tôi là trai hay gái vậy? Cái đó không phải một mình em của ông đâu mà nhiều người lắm kìa, chơi trên game họ tưởng từ đó đến giờ tưởng tôi đang chơi với con gái á. Ok. Em hình như trên group Owatch Việt Nam không có cái bài viết về tôi quá trời vậy đó. Không phải, em tôi đâu có vào đâu. Ở vậy Zou You Can đi, nổi tiếng hơn. Thôi khỏi anh ơi. Rảnh. Rảnh quá. Thằng nào là acid chạy vậy? Acid chạy là thằng nào trong đây vậy? Zou với Can ai ăn ơi đánh hay hơn ai nè. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Mẹ nghe chỉ được cái két. Coi chỉ được cái khói. Mình bắn còn đúng một giọt luôn. Đang hay đạn được để nó đánh một cái cũng nẹt thôi. Ba. Hôm trước là tôi chơi bóng bàn với ông nào ta? Cái gì ta? Lúc mà Macy nó còn đang rep một lần nhanh cực kỳ cả đám á, tự nhiên mà vừa rep cả đám xong mà ông Ken mới chết ổng lúc nào cũng nói tính vậy luôn á, rep nào cũng dư lại ổng về cái số. Đâu đáng ra ru không có để gì luôn, để cứ để vậy các bạn thôi. Phải thật chứ. Mấy cái vũ khí vàng đầu tiên mấy ông coi là gì hả? Mấy ông chờ mua ấy. Ồ Ken hôm nay không đi con hả Ken? Ừ mà đi game đi com đi mày, Ken com đi. Để sao lâu thế? Tao đỡ rồi, chơi toa mày em đi, không chịu đâu. Cậu xanh mày. Liên nó liên gì vậy? Thôi mình đi leo răng nha. Có bấm là được đâu mà xem. Một lũ ao xong rồi có game luôn. Ok. Welcome to Rialto. Prepare your defenses. Select your hero.
ping ở level 69 khá là đẹp. Sau tiên sau ta. Hai bên đằng sau. Bố tôi tổ mấy em rồi. Tôi tổ mấy em. Quái lồ rồi. Tôi đóng băng ra xong ủ đi. Ồ, vâng. Càn combo quá tuyệt vời. Ready to start the flicker. Nerf this.
trò. Ôi 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 ôi. Đánh chùi đánh chùi. Thì nó mất bon rồi. Ok ok. Hàm to. Đi đó. Ok. Wow. Nát mẹ bàn phím rồi. Nát mẹ bàn phím rồi. Mình vô rồi em. Play of the game. Yes. Thôi nghỉ nha. Bye. Là thôi rồi, tắt cái gì đây.